Linh Trình và Vũ Quang Vinh xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của đài truyền hình IBC TV và tiếp tục ủng hộ cho các cơ sở thương mại. Quay trở lại với phần tin tức là bản tin về việc khí hậu sẽ trở nên tồi tệ hơn sau mùa hè nóng nhất lịch sử. Một nhà khoa học khí hậu hàng đầu cho biết vào hôm thứ Năm nói rằng quá khứ không thể thay đổi được. Biến đổi khí hậu đang diễn ra và hành tinh sẽ nóng hơn, bão mạnh hơn, lượng mưa dữ dội hơn. Giáo sư Hannah Klok của Đại học Reading đã nói chuyện với Reuters vào hôm thứ Năm khi mùa hè năm 2023 được tuyên bố là nóng kỷ lục. Liên Âu cho biết hôm thứ Tư, tháng trước là tháng 8 nóng nhất kỷ lục trên toàn cầu, là tháng thứ 3 liên tiếp lập kỷ lục như vậy sau tháng 6 và tháng 7 nóng nhất từ trước đến nay. Khoảng thời gian 3 tháng từ tháng 6 đến tháng 8 đã vượt qua các kỷ lục trước đó với mức chênh lệch lớn, với nhiệt độ trung bình là 16,8 độ C, tương đương với 62,2 độ F, cao hơn mức trung bình 0,66 độ C. Bà Klok cho biết phần lớn sự thay đổi đáng kể về thời tiết đã bị khóa lại do sự nóng lên toàn cầu lịch sử. Tuy nhiên, bà cho biết vẫn có thể tránh được những tình huống xấu hơn nếu có nhiều hành động khẩn cấp hơn để giảm lượng khí thải nhà kính. Bản tin tiếp theo cho hay các ngôi làng Hy Lạp chìm trong nước trong ngày thứ ba của cơn bão Daniel. Lượng mưa lớn xảy ra vài ngày sau khi trận cháy rừng giết người kéo dài 2 tuần ở miền Bắc của Hy Lạp và chính quyền cho biết là nghiêm trọng nhất trong lịch sử đã biến nhiều ngôi làng như Trikala ở đồng bằng lục địa Thessaly thành hồ nước. Cảnh quay từ máy bay không người lái của hãng thông tấn Reuters cho thấy những ngôi nhà chìm trong nước lũ từ cơn bão Daniel ở thị trấn Trikala phía bắc khu vực trũng Kardisa và ở Flamoli, ngoại ô Trikala. Một phát ngôn viên của chính phủ cho biết vào hôm thứ Năm, Thủ tướng Hy Lạp là Kyriakos Mitsotakis đã hoãn bài phát biểu kinh tế thường niên dự kiến diễn ra vào cuối tuần này và thay vào đó sẽ đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa xối xả và nói rằng đất nước này đang phải đối mặt với ngày thứ ba, một hiện tượng không giống bất kỳ hiện tượng nào chúng ta đã từng thấy trong quá khứ. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 4 người vẫn mất tích vào hôm thứ Năm sau cơn bão đổ bộ vào Hy Lạp kể từ hôm thứ Hai đã gây ra lở đất, phá hủy đường xá, cột điện và cuốn trôi xe cộ. Một giới chức của đội cứu hỏa cho biết các đội cứu nạn khẩn cấp được quân đội và lực lượng tuần duyên hỗ trợ đã sử dụng thuyền cứu sinh trong nỗ lực tiếp cận các ngôi làng bị bão tàn phá. Ở một số nơi, nước đã sâu tới 2 mét. WHO lo ngại về sự gia tăng số ca nhập viện và tử vong do COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào hôm thứ Tư 6 tháng 9 đã cảnh báo số ca tử vong và nhập viện do COVID-19 đang gia tăng ở một số nơi trên thế giới và kêu gọi các quốc gia chia sẻ thông tin và dữ liệu tốt hơn. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết Trung Đông và châu Á đang chứng kiến số ca tử vong tăng đột biến trong khi số ca nhập viện đang gia tăng ở Âu Châu. Trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 Maria Van Kerkhove cho biết xu hướng này đáng quan ngại vì những tháng lạnh giá đang đến ở bán cầu, thời kỳ mà mọi người có xu hướng ở trong nhà, tạo điều kiện cho virus lây lan nhanh hơn. Bà nói thêm rằng WHO ước tính hiện có hàng trăm nghìn người đang phải nhập viện vì COVID-19. Vào tháng 5 năm 2023, cơ quan y tế này đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với COVID-19 hơn 3 năm sau tuyên bố ban đầu. IFC đầu tư gần 1,9 tỷ Mỹ Kim cho Việt Nam. Công ty tài chính quốc tế IFC, một thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm nay, đầu tư cho Việt Nam gần 1,9 tỷ Mỹ Kim. Và nước này là một trong năm quốc gia nhận được đầu tư dài hạn nhiều nhất của IFC tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong thời kỳ này với con số 520 triệu Mỹ Kim. IFC tại Việt Nam vào ngày 6 tháng 9 cho biết như vừa nêu. Theo đó, phần lớn số vốn đầu tư dài hạn được dành để tăng cường cho hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ vay, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, cũng như cho người thu nhập thấp, trung bình mua nhà. Trong lĩnh vực giúp Việt Nam có thể đạt cả hai mục tiêu là thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. IFC tính đến nay đã cam kết tài trợ dài hạn cho Hà Nội hơn 900 triệu Mỹ Kim cho các dự án trong nước liên quan đến khí hậu. Ông Thomas Jacobs, Giám đốc quốc gia IFC tại Việt Nam, Cambodia và Lào, phát biểu rằng
khi các doanh nghiệp dần phục hồi sau đại dịch COVID-19, đồng thời vượt qua những bất ổn do các cuộc khủng hoảng toàn cầu gây ra. Đây là thời điểm thích hợp để khu vực tư nhân tiến hành chuyển dịch xanh nhằm nâng cao khả năng chống chịu và hiệu quả hoạt động. Bamboo Airways, Vietjet Air lên tiếng vụ hai tiếp viên Việt bị bắt ở Nam Hàn. Đại diện hai hãng hàng không Bamboo Airways và Vietjet Air đều khẳng định hai người bị cảnh sát Nam Hàn bắt cáo với cáo buộc buôn lậu ma túy, không phải tiếp viên của hãng. Đại diện hai hãng hàng không trên trong ngày 6 và 7 tháng 9 đều lên tiếng khẳng định với truyền thông về vụ nói trên. Riêng Vietnam Airlines vẫn chưa có thông tin chính thức, mặc dù đại diện hãng này cho biết đã nắm được thông tin trên và đang xác minh từ các bộ phận chức năng. Đại diện các hãng hàng không cho hay, đối với các cá nhân vi phạm quy định pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử phạt nghiêm theo quy định, đơn vị sẽ không được bao che. Trước đó, hãng tin NBC News loan tin, Sở Cảnh sát thành phố Incheon phía tây thủ đô Seoul của Nam Hàn đã bắt giữ hai nữ tiếp viên trong số 4 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam vì tình nghi buôn lậu tinh dầu cần sa. Hai nữ tiếp viên bị nghi ngờ giấu cần sa dạng lỏng, tinh dầu cần sa với trị giá 300 triệu won, tương đương với hơn 5,4 tỷ đồng trong các hộp đựng mỹ phẩm và mang vào Nam Hàn từ tháng 4 năm 2023. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, hai nữ tiếp viên trên nhận họ đã chuyển hàng từ Việt Nam sang Nam Hàn với tiền công khoảng 68.000 won đến 150.000 won và khoảng 1,2 triệu đến 2,7 triệu đồng cho mỗi lần chuyển hàng. Các nữ tiếp viên cho biết họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa. Các nhà trưng bày hy vọng Frizo sẽ thúc đẩy thị trường nghệ thuật châu Á. Hội chợ nghệ thuật Friz đã quay trở lại với Nam Hàn vào năm thứ 2 và thứ 4 ngày 6 tháng 9 vừa qua. Với các đại lý, hy vọng sự kiện này sẽ thúc đẩy thị trường nghệ thuật địa phương đang phát triển sau khi khủng hoảng kinh tế khiến cho doanh số bán hàng sụt giảm trong năm nay. Những người mua tác phẩm nghệ thuật đổ xô đến trung tâm hội nghị COEX của Seoul để xem xét các tác phẩm tiên tiến của các nghệ sĩ mới nổi và các tác phẩm từ hơn 120 phòng trưng bày hàng đầu thế giới, với cốt lõi là các nhà triển lãm địa phương trưng bày nghệ thuật từ khắp châu Á. Nó bao gồm các sản phẩm từ các phòng trưng bày có uy tín như Gallery Hyundai, Kochi và Kana. Theo dữ liệu từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hơn 70.000 người đã đến thăm hội chợ vào năm ngoái khi thị trường nghệ thuật Nam Hàn đạt mốc doanh thu 1.000 tỷ won, tương đương với 750 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, thị trường đã sụt giảm trong nửa đầu năm nay với khối lượng bán tác phẩm nghệ thuật của các nhà đấu giá lớn của Hàn Quốc giảm hơn 44% so với một năm trước, theo Cơ quan Quản lý Nghệ thuật Nam Hàn cho hay. Quý vị vừa theo dõi bản tin cuối cùng trong chương trình tin tức đầu ngày cùng với đài truyền hình IBC TV do ban tin tức xứ ngôn viên Linh Trịnh và Vũ Quang Vinh phụ trách. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị và cảm ơn các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với đài. Vũ Quang Vinh và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào và kính chúc quý vị một ngày vô lượng an lạc.